rừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Chỉ là mơ thôi sao? Cũng phải thôi. Chứ vừa xấu mà còn vừa bị xui như mình thì làm gì mà có người yêu. Hơi một ngày mới thức dậy lại phải đối mặt với những chuyện xui xẻo hằng ngày của mình đây. Hôm qua thằng bạn mình có kêu mình tải cái app Bola về, nghe nói trên này giải trí lắm, để vào thử xem sao. Sao cô gái này lại cho mình một cảm giác quen thuộc đến như vậy nhỉ? Không lẽ là do duyên kiếp tiền định? Sau một tháng nói chuyện thì Thảo cũng đã đồng ý hẹn hò với tôi. Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp. Và thế là tôi đã có người yêu như thế đó. Cảm ơn Bola đã mang chúng tôi đến gần bên nhau. Bola kết nối mọi người đến gần nhau hơn.